việc uống nước không bao giờ là dễ dàng. Bởi bất kỳ hồ nước nào cũng có một kẻ canh giữ. Chỉ cần một cú sải chân, nước chưa uống thì mạng đã không còn. Những con hươu dù rất sợ, nhưng chúng không có sự lựa chọn thứ hai. Chúng dựa theo linh cảm và quan sát độ yên tĩnh của mặt nước. Trong khi kẻ đi săn lại có chiến lược khác. Cá sấu luôn lường trước mọi vấn đề để làm tốt khâu ngụy trang. Thứ duy nhất ủng hộ bầy hươu đó chính là sự may mắn. Hay cũng có thể xem cú tấn công của kẻ đi săn chưa hoàn hảo. Việc đi săn của cá sấu có thể xem là ít tiêu hao năng lượng, nên thất bại không làm kẻ đi săn này nản lòng. Đợt phục kích khác với đàn hươu mới. Mặt nước không có gì bất thường, nhưng kẻ đi săn đã chờ sẵn ở phía dưới. Lần này con mồi đông hơn, liệu cá sấu có thành công không? Cá sấu hơi mất kiên nhẫn, phần đuôi nó động đậy, làm lộ vị trí rình mồi. Đàn hươu bắt đầu rời đi, nhưng có hai chú hươu tơ lại dày dột ở lại. Có lẽ chúng chưa nhận ra vấn đề nguy hiểm. Lần tấn công thứ hai lại thất bại, một con hươu lại thoát chết trong gang tấc. Ngoài may mắn thì không thể phủ nhận, con hươu có phản xạ quá ấn tượng. Cá sấu cần may mắn hơn, nó cần những con hươu phản xạ chậm hơn. Nhẫn nại và kiên trì là hai thứ giúp cá sấu trở thành những kẻ sinh tồn tối cao. Nó sẽ làm lại. Hụt nữa rồi, cá sấu vẫn thất bại trước sự phản xạ như chớp của con hươu. Giờ thì nó phải chấp nhận nhịn đói, ít nhất là hơn một tháng, để chờ đàn hươu quay lại.